Trại bò Tư Chiến chào khách, hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2022. Bò chuẩn bị lên xe giao cho chú khách này ở chú Sáu ở Bến Cát, Bình Dương. Bò chuẩn bị lên xe, lô ba bê này. Bò chuẩn bị lên xe cho khách Bình Dương. Chú Sáu rồi, chú bắt nhiều chiến nữa rồi đó. Bắt 7 chiến rồi, sao 7 chiến vậy rồi? Bắt gì bán á. Con này quá. Bò đó cũng ngon ha. Thành nó điện mới ra nó sôi rồi gió. Đây ạ.